Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với game. Không phải chào mừng các bạn đến với game mà chào mừng các bạn đến với video how to đầu tiên của mình. Mình cũng chả biết gì lắm nhưng mà mình là một người thích chơi game Minecraft. Nên là mình chỉ chia sẻ một số mẹo nhỏ của mình để sau khi mình đang vật lộn để mình chơi game tải cái game Minecraft này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cái cách mà các bạn có thể để vào mừng để trà để tải tải Minecraft. Nếu các bạn muốn chơi cái bản mới nhất hoặc là bản 1.2 hiện giờ thì các bạn hãy vào trang eani.by. Đến với cái dòng đầu tiên ấy, vì cái này nó chỉ có một trang nên các bạn không cần phải tìm lâu đâu. Đây, các bạn vào tạo tài khoản. Đây, sau khi các bạn nhập các sau khi các bạn nhập cái gọi là yêu cầu của bạn, nó sẽ hiện, và như các bạn nhập Gmail của bạn, nó sẽ hiện ra một đường dẫn. Hiện ra một đường dẫn nó sẽ gửi đến thẳng với Gmail của mình. Đây, như mình đây, bạn có thể xác nhận Gmail, email của bạn ngay từ đây, hoặc là copy cái mã này của mình vào, xác chép và dán luôn vào đây, xác nhận gì. What the fuck, bạn có thể xác nhận email của mình tại đây nên là cho đỡ rắc rối. Cái nồi sao vậy, tách cái gì vậy? Ok, xác nhận mã hết hạn. Oh my god, có mày cô ní vào nở đấy, vừa gửi cho tao một cái mã xong, gửi lại ý. Gửi lại chưa? Ai đôn người máy? Biển báo đường phố à? Thấy phần mình đâu vãi này. Ok. Bố của tổng. Đấy, phát bà. Các bạn hãy nhớ đăng nhập và dập mã xác nhận cho đúng nha, bởi vì nó rất là ít đấy, đăng xuất thêm tài khoản. Mình có một cái tài khoản là bây giờ mình như là rồi. Từ từ sẽ nó quay rồi nhá. Nhá. Đây nhỉ. Đấy nha, sau khi bạn vào cái được đăng ký được nha, và các bạn vào được cái trang chính của nó, hãy nhấn vào đây, nhấn vào tải xuống. Cái này là hệ thống skin miễn phí, bạn có thể tải về phiên bản XE, bạn nên chọn phiên bản XE ấy, thì nó tải luôn về máy cho mình cái TN Launcher. Đấy, cái này để cho mình có thể chơi Minecraft, chơi thử phiên bản Minecraft mới nhất. Đây này, là cái này này. Hay vào đây. Máy này giật cái ma. Các bạn đợi một tí. Trong khi nói thì mình giới thiệu luôn, các bạn có thể tải được một số cái skin của Minecraft miễn phí tại đây. Các bạn nhớ phải là cập nhật hồ sơ của mình nhá. 73% đâu vậy, cái gì? Mặc dù mình biết là cái máy này nó rất ít nên là, nhưng mà mình sẽ cố gắng để alright, I got it.
Continue Brown sẽ để một cái file ở trên màn hình luôn nên là thôi đỡ bị nhầm đây. Continue. Tí nữa mình có xóa luôn đi bởi vì là mình không chơi trên máy này. Đây. Ok thay. Ok. Đây. Từ đã nhầm. Bạn hãy nhập tài khoản của bạn ở đây. Nhấn thêm tài khoản. Thêm tài khoản ở bạn hãy các bạn nên nhấn ở tài khoản Any Buy Skin này để cho nó dễ hơn. Rồi đấy, bạn bạn nhấn vào tài khoản của mình vừa đăng vừa nhập ấy thế để ủy quyền ứng dụng này cho mình dùng. Rồi nó sẽ lấy mã cho mình. Nó tạo à? Là bạn sao bạn về home và bạn các bạn có tài khoản của mình các bạn có thể chọn lên phiên bản này phiên bản đang thử nghiệm hiện tại. Cái này mình chưa chơi bây giờ mình chưa biết được. Và các bạn hãy vào đây nè. À, vào đây phải đây các bạn vào nhấn vào đây và nhấn vào cái dòng đầu tiên nha. Rồi sau đó vào cái tên launcher này chỉnh ngôn ngữ thành tiếng Việt. Rồi save. Ok và bây giờ nó sẽ trở thành tiếng Việt cho các bạn. Tất cả đây đều là các bản thử nghiệm mới nhất, bản thử nghiệm. Nhưng mà đây là bản thử nghiệm mới nhất, bản 1.13 hiện tại về các YouTuber khác đã giới thiệu trên YouTube ấy. Bạn hãy chỉnh lại để thay đổi để cho các bạn có thể muốn chơi như nào thì kệ các bạn chứ. Như này. À, cho các bạn cập nhật khởi động thôi. Các bạn nhớ phải ủy quyền nên không chơi được đâu. Tất cả tại cái chơi chỗ nó rộng quá là nó hơi lag tí và chỗ hẹp thì nó đơn hơn. Bạn ơi nó cập nhật đến tận đây thì các bạn có thể chơi được bắt đầu chơi được với Minecraft. Fuck. Ok. Vừa nãy nói hơi nhỏ tí. Nên đi bạn ơi. Đâu với rồi đây nó gần cập nhật xong rồi các bạn đợi tí nếu nó thấy nhảm thì các bạn tua qua đây nhá. Ok giờ nó sẽ vào game luôn cho các bạn. Các bạn cứ vậy mà các bạn vào game nhá. Của mình nó bị máy mình nó không chơi được cái Minecraft như vậy là nỗi dài bị. Ok đấy, đấy là cái cách thứ nhất. Đây là cái cách thứ nhất mà các bạn có thể tải. Cái thứ hai là các bạn có thể vào cái link này.
Tí mình sẽ để dưới cái mô tả video vào cái link này để có thể tải bản quyền Minecraft để chính thức về chơi. Xếp. Xóa cái này cả. Nặng máy quá. Cứ phải bị sơ rồi. Thế ra là mình cũng chưa theo cái link này tải lắm nên là chưa biết. Tốt nhất là các bạn cứ đừng làm theo cách này. Tốt nhất là vậy. Có thể các bạn có thể cứ insert xong rồi các bạn có thể ra chơi bình thường. Cách thứ ba là các bạn giờ thì đến cách thứ ba các bạn có thể lên mạng. Cái này hay hơn là cách cuối cùng, là cách hay nhất mà mình khuyên bạn, bạn có thể nên chọn. Nó cũng có thể là nó hơi nhiều lỗi tí, bạn nhấn Minecraft Launcher à, mình chưa nhấn vào đây. Minecraft Launcher các bạn hãy nhấn vào tải miễn phí, nó sẽ cài đặt luôn về cho các bạn. Không không phải bản này, các bạn đừng tải về. Đây là nhấn vào minecf.com, tải về máy. Không, các bạn hãy tải cái link thứ hai, Minecraft Launcher XE. Cái cách này điểm lợi của nó là các bạn có thể tải shader hoặc là optifine về để tải chơi. Mình sẽ để cái optifine với shader để ở dưới cái link mô tả để các bạn có thể tải về. Đây. Ừ. Bạn hãy nhập tên của các bạn vào rồi nhấn play. Đây là các bạn hãy nhấn cái phần này này, sau khi các bạn tải Optifine về nó sẽ hiện cái chữ Optifine đấy, các bạn hãy vào Optifine và chơi. Các bạn hãy vào cái trang optifine.net download để tải phiên bản Optifine phù hợp với máy của mình về. Sau khi tải về các bạn hãy nhấn ở đây, nó sẽ hiện ra cái bản file, hoặc là nhấn vào New Profile. Các bạn nhấn vào cái phiên bản Spotify ở chỗ này về để chơi. Để mình sẽ làm ví dụ. Chọn phiên bản mà mình cần cần download về. Cứ vậy theo cái đường link này. Nó sẽ tải về cho các bạn. Đây. Nó sẽ hiện cái Spotify ở đây. Các bạn insert. Lỗi này tiếng Anh mình đọc không chuẩn thì các bạn thông cảm tí. Rồi nó unsuccessfully rồi. Bây giờ các bạn nên tắt đi bật lại.
Ok, các bạn nhắn tên của các bạn vào. Lúc này nó mới bắt đầu ấy lại cho mình. Mẹ thằng cũng như vậy này. Sau khi các bạn thực hiện thành công bước trên rồi, bạn insert cái này rồi nhá, bạn tắt cái đi, bật lại, nó sẽ hiện ra một cái file gọi là Optifine, nó tự hiện ra. Các bạn sẽ cứ vậy mà vào chơi cái file này, đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ không insert bởi vì là cái máy mình nó ít quá là và mình có thể giới mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái gọi là cái resource pack. Cái này các bạn có thể cài vào máy tính để chơi này, các bạn nhấn tải về rồi sau đó thêm vào cái file của nhấn tải file 3D và thêm vào file của Minecraft. Cái này chắc là ai lên mạng biết rồi, mình không nói nữa, mình sẽ để link ở đây thì các bạn có thể vào luôn. Ok, phát bà mày. Vậy là video how to Minecraft đầu tiên của mình sẽ kết thúc tại đây. Rồi tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của how to tại Minecraft. Cái hay như thế này xem đăng ký để có thể biết thêm chi tiết về cái file về Minecraft. Mình có thể giúp đỡ các bạn nhìn mình lên mạng nhiều cái YouTuber hướng dẫn tải copy file. Nó rất là khám bựa. Mình không hiểu lắm nên mình sẽ tải theo cách của mình, các bạn có thể như là theo cách của bạn sắp mày đi ê như vậy. Bye bye.